Địa Tạng Bồ Tát, con nay tên Trần Thị Trúc Phương, pháp danh Thị Thành. Nay con nghe trong kinh Địa Tạng Phật tuyên thuyết giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Ngài, khiến con nay rất cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng Vương xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi, trọn đời trọn kiếp, đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp, dược quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật đời đời kiếp kiếp. Con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng với lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên. Hiện nay con là phàm phu ngu sĩ vô trí nghiệp chứng sao nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thải đều tiêu từ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành bạo bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, phân thân tập hội phẩm thứ hai, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục 100.000 muôn ức, bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thân lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cùng đều đồng đến số nghìn muôn ức Na Do Tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngưng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong 100.000 muôn ức, bất khả tư, bất khả nghi, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh căn cường như thế, làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quan theo tánh ác. Muốn độ chúng đó, ta cùng phân nghìn trăm ức thăng lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó hoặc có người căn tánh sáng lạ, nghe pháp của ta thời liền tiếng nhận, hoặc có người phải ăn cần khuyên bảo mới thành tựu hoặc được thiện quả, hoặc có cả vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thăng độ thoát những hạng chúng sinh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngoài ao rạch suối, làm lợi ích cho người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chữ luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhập nhằn độ thoát những chúng sinh căn cường đầy tội khổ khó phai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa đều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi ăn cần phó chúc đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bấy giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Phật Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp 100.000 muôn ức hằng hà xa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện 100.000 muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ 100.000 muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mấy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai chứ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai chứ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọng thành Phật đạo. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Đi So Ha.